gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và như thường lệ, hàng tuần chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những vị thần tượng cùng với các bạn fan của mình. Và ngày hôm nay không ai khác, đó chính là một bạn fan may mắn tiếp theo. Hãy cùng chào đón bạn ấy nha, xin mời. Hello anh. Xin chào, rất dễ thương. Nào, hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đi nào. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào anh Huy. Em là Hằng My, hiện tại thì là người dẫn chương trình và là một người làm nghệ thuật tự do. Wow, người dẫn chương trình, vậy là ngày hôm nay là mình gặp đồng nghiệp rồi đúng không? Dạ. Nói một chút xíu về thần tượng của mình đi. Thì trong nghề em là người dẫn chương trình mà em cũng rất là quý mến những anh như là anh của Minh Cường nè, chị Liêu Hà Trinh, anh Huy. Bên cạnh đó thì em cũng rất là quý thích những cái anh chị bên nghề diễn như là anh BB Trần, anh Hải Triều. Nhất là anh Hải Triều luôn. Nhất là anh Hải Triều luôn. Ngày hôm nay em đến đây để gặp anh Hải Triều. Dạ chắc chắn. Nhưng mà anh nói em nghe nè, anh thấy á, các bạn nữ mà tới với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao á, thường á thì hay thích những anh chàng như là xấu múi nè, body vạm vỡ nè, đẹp trai nè. Còn anh thấy Hải Triều á, đâu có được những cái nét đó đâu. Với lại nét diễn của Hải Triều cũng hơi ồn ào nữa, diễn không có vui mà lúc nào cũng thể hiện mình một người rất là vui tính á. Anh rồi này, cái tính cách á, thì ở ngoài đời thì cũng khó gần lắm em. Có... Nè he anh he, đừng có thấy người ta không có ở đây mà anh á hả, anh nói xấu người không, ta nói xấu trước fan trước mọi người luôn. Anh không có nói xấu, cái này á thật ra là anh nói cái sự thật cho em nghe thôi. Là Hải Triều á là thứ nhất nè, em thấy không, hay sai chính tả, học tiếng Anh học chung với anh nè, học chung lớp với anh nè, không có nói được tiếng Anh, cái chiều cao cũng quá khổ nữa, chơi với bạn bè không ai thích hết. Mỗi lần đứng gần Hải Triều nói chuyện mệt lắm, phải ngước cái cổ lên vậy nè. Trời ơi, nói chung là anh không thích cái người mà cái tính cách giống như Hải Triều đâu. Cho nên là em xem xét lại đi, có thể nếu như mà em thích á, thì anh sẽ nhờ chương trình sẽ đổi một cái nhân vật khác để cho em đến đây có thể giao lưu nhiều hơn. Chương trình đang tính đổi MC. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đến với Ngôi Sao anh Huy ạ. Rồi, chương trình ký hợp đồng MC cho tôi rồi. Tập này tập đặc biệt. Tập đặc biệt. Bất ngờ không nào? Bất ngờ quá. Trời ơi, bất ngờ quá. Vừa rồi thì mình cũng có nói một vài lời là giới thiệu đến Hải Triều cho nó khác, cho nó bất ngờ thôi. Để kiểu giống như là mình làm cho bạn fan hôm nay phân tâm, kiểu như để phân tán cái sự yêu thích với Hải Triều thôi, chứ thật ra như là cái đó là kịch bản yêu cầu bắt ép mình chứ mình không có nói gì hết. Hải Triều là một người rất dễ thương luôn quý vị. Học tiếng Anh, nói tiếng Anh như gió luôn, nói tiếng Tây không đâm thẳng vô trong cái mặt của anh Huy không à. Thật sự rất giả trân luôn mọi người. Nãy giờ thì Huy đã giới thiệu Triều là học tiếng Anh chung với Huy. Bây giờ có thể dành một câu chào tất cả quý vị khán giả bằng tiếng Anh được không? Ladies and gentlemen. Wow. Welcome to Welcome, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao afternoon. Yes. My name. We here. Yeah. Very very happy. Yes. Bravo. Yeah. Thôi, bây giờ mình nói tiếng Việt đi, cho nó dễ hiểu chứ nãy giờ nói cái gì á nó lung tung quá. Okay, nam nữ diễn viên Hải Triều xin kính chào tất cả các bạn. Nam nữ diễn viên Hải Triều rất dễ thương. Nói chung là nãy giờ mình đứng nhau mình chém gió quá trời, mình bỏ con bé bơ ra nãy giờ. Rồi ngày hôm nay em đến đây em gặp Hải Triều rồi nè. Hồi nãy giờ là anh chỉ giỡn thôi, anh giống như là muốn chia rẽ tình yêu thương của em dành cho Hải Triều thôi, chứ thật ra là em không lung lay anh, em không lung lay. Không lung lay. Không lung lay, nói chung là một fan cứng. Và mình sẽ dành thời gian để cho Hằng My có thể đưa ra những câu hỏi để cho Hải Triều ngày hôm nay sẽ phải thành thật để trả lời những câu hỏi của bạn fan. Một người mà rất là yêu mến, hâm mộ. Và với những lời mà nhận xét chê bai của Huy lúc nãy thì bạn ấy vẫn không lung lay. Nào chúng ta hãy cùng đến với những câu hỏi mà Hằng My dành cho Hải Triều nha, xin mời. Ở phần đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi mà bạn Hằng My đưa ra cho Hải Triều. Và Hải Triều sẽ phải nói với chương trình một câu, đó chính là bạn ấy sẽ chắc chắn trả lời thật 100%. Ok. Là mình hứa. Mình phải đọc cái lời hứa lên. Tôi nam nữ diễn viên Hải Triều xin hứa những lời tôi nói ra trong chương trình này là sự thật. Liêu Liêu nói nghe nè, bình thường á My có bắt gặp những cái hình ảnh như thế này không? Dạ có, trên livestream như là... nào là y chang vậy luôn. Y chang không, cái... dạ. Sửa lại nét chậm. Bây giờ hỏi một chút về cái việc mà thần tượng Hải Triều đi. Từ bao giờ mà bạn để ý tới thần tượng của mình? Dạ từ trước khi mà có cái phim Lô Tô á, là những cái vai nhỏ nhỏ học đường rồi những cái sitcom là em đã xem rồi. Càng dần thì ảnh lại càng phát triển hơn, xong rồi tới Xào Lụa nè, xong rồi tới những cái phim rồi những cái dự án ở trên YouTube là em lúc nào cũng cày YouTube vậy. Lúc nào cũng ủng hộ đúng không? Dạ. Thật ra thì My biết Triều sau này thôi, với những dự án thôi. Còn Huy á, phải chia sẻ thật luôn là Huy biết Hải Triều cách đây phải hơn chục năm rồi mọi người. Ê, hơn 10 năm. Hơn 10 năm từ lúc mà mới ngày hôm qua thôi. Huy mới 18 hay thì mới 19 mà. Một chục năm trước là bao nhiêu tuổi rồi? Đừng vậy... có điếu kéo cái thời gian nữa đi. Em mới nghĩ chương trình ơi, đổi MC đùm được không? Đó, suốt ngày đến với chương trình là chỉ mong muốn là đến với cái vị trí MC thôi. Bây giờ chắc là dành thời gian cho Hằng My. Hằng My ơi, thì Hằng My đã chuẩn bị những câu hỏi nào dành cho Hải Triều? Dạ em được hỏi luôn cho anh. Em nôn quá. Rồi Hằng My, từ lâu rồi em có đọc một cái bài phỏng vấn về cái chuyện mà cái bước chân của anh vô nghề á, vì cái chuyện tiền bạc á nó rất là khó khăn. Thì dĩ nhiên là nghệ sĩ này thì cũng sẽ có những khó khăn không kể. Đó, thì bây giờ ngoài cái chuyện tiền bạc đó đi, thì anh hãy kể những cái lần mà anh khó khăn nhất mà giống như muốn bỏ nghề luôn. Thì anh có câu chuyện nào chia sẻ về chuyện đó không? Anh thì cũng có cái chuyện đó. Nhưng mà hồi lúc trước Khúc còn nhỏ thì giống như mình suy nghĩ chưa chín chắn lắm. Trời ơi, cuộc đời làm mình khổ quá, hay là mình đổ thừa đời, hay đổ thừa cuộc sống. Và bây giờ là khi đã lớn lên tí xíu nữa thì mình thì chín chắn hơn rồi, cuộc đời không làm mình khổ đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi ba mẹ em ta sinh ra đủ chân đủ tay, đủ sức khỏe, đủ trí khôn, mà lớn lên tới giờ hôm nay là cuộc đời đã ban cho mình rất là nhiều rồi. Hải Triều cũng có nôm na vấn đề là cuộc đời của con người đó, giống như một cái trò chơi với cuộc đời vậy đó. Thì mình chơi làm sao mà mình ráng cố gắng mình quề hoặc mình thắng cuộc đời. Sau đó nữa là phải suy nghĩ theo những cái hướng tích cực lên một tí xíu. Thí dụ đi, bỗng nhiên anh Huy với Hải Triều tự nhiên có xích mích gì đó, đa phần mọi người sẽ cái thằng đó sao kỳ, tự nhiên nó ghét mình và mình luôn ghét nó. Nhưng mà không, bây giờ mình suy nghĩ theo điều tích cực một tí xíu là làm sao có thể rằng có ai chăm chọt hoặc cái gì đó, hoặc là chắc hiểu lầm cái gì đó, thì từ từ thời gian cũng sẽ trả lời thôi. Ở trong cuộc sống và tất cả mọi mặt chúng ta nên suy nghĩ tích cực như vậy thì cái cuộc sống chúng ta sẽ đẹp hơn và nó sẽ gọi là dễ sống hơn. Chuyện mà hiểu lầm của những người bạn của mình đi, rồi không chơi với nhau nữa, thì có những cái chuyện đâm chọt, thì thường mà khi mà rơi vào những cái tình huống như vậy á, thì Triều sẽ gặp gỡ cái người đó để nói chuyện thẳng với người đó là tại sao lại xảy ra những cái xích mích như vậy, hay là Triều sẽ chọn cách im lặng rồi để thời gian trả lời? Thường á thì Hải Triều sẽ im lặng, nhưng mà không phải im lặng không. Hai đứa xích mích cái dạng bình thường, giống như giận nhau, giống như cái chuyện cãi lộn thôi, thì lúc đó Triều không cãi lại, Triều sẽ im. Mấy ngày sau Triều sẽ nói lại, thì lúc đó làm sao nguội rồi và cũng đã hiểu được hình như mình sai, hoặc là đâu có gì đâu mình cãi lộn, thì cái chuyện nó sẽ được giải quyết êm đẹp. Một cái chuyện đâu nó hiểu lầm mà tào lao mới lao quá trời tào lao, mà cái chuyện nó đến lúc mà nghỉ chơi hay cái gì đó là Hải Triều im lặng thật sự. Hải Triều không giải thích, nhưng sẽ có nhiều người mình phải lại trực tiếp, mình hỏi ủa em, anh có làm gì không mà đã vậy như vậy, và mình giải thích xong mình mới nghỉ chơi, tức là không có thích cái dạng là tự coi mình là cái đúng của vũ trụ và phán xét mọi người á, đúng không? Giống như mày nó vậy, cái cuối cùng biết được cái lời xin lỗi không, cái lời xin lỗi nó vô nghĩa với Hải Triều nha mọi người. Nói chung là chúng ta đã đến một câu chuyện nó đi xa với cái câu hỏi vừa rồi. Nhưng mà thật ra thì cái câu hỏi vừa rồi á thì Triều cũng đã trả lời ngay từ đầu rồi, là Triều thật ra thì cũng không có cái gì mà quá khó khăn để mà mình phải từ bỏ cái con đường mà mình đã theo đuổi hết. Với câu hỏi thứ hai thì em nghĩ câu hỏi thứ hai mình đổi không khí. Đổi không khí. Mình vui lên. Anh Hải Triều hãy kể ra cái bộ tóc giả gần nhất anh xài. Anh Huy đoán thử cái đúng. Ủa? Một bộ tóc trắng. Rất Hàn Quốc. Bộ tóc nam trắng đúng không? Bộ đó là một bộ tóc mới, mới được gọi là cũng gia nhập vào bộ sưu tập của Hải Triều. và làm mưa làm gió trên mạng rất là nhiều. Thật sự là Hải Triều tới gần 20 bộ tóc lận. Triều thích nhất bộ nào? Triều thích nhất là bộ tóc đen. Tại vì thực sự là Hải Triều được mọi người biết tới nhiều một chút xíu. Và từ cái hình tượng mà cô gái bà ba quần áo dài thước tha rồi với bộ tóc đó thì ép hai bên 73 rồi cột đằng sau lưng rồi xả tóc ra là hợp hết tất cả mọi thứ. Có bao giờ mà Triều nghĩ là mình sẽ để tóc dài giống như BB không? Cũng có thời gian đã nghĩ để tóc dài rồi. Hồi đó cũng có đi nói tóc luôn. Nhưng mà thực sự mọi người cũng thấy đó, cái vầng trán nó cao như cái chơi sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên á là để tóc dài á thì nó sẽ xấu nè, nó không hợp nè. Thứ hai nữa là Hải Triều cũng nghĩ rằng như vậy, cái chỗ mấy cái tiệm tóc giả đó thì nếu mà mình để tóc dài như vậy thì người ta ế, tội nghiệp. Bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Thì đang nói về cái chuyện tóc giả và giả nữ, thì anh có suy nghĩ rằng là nhờ cái vai diễn giả nữ thì là mọi người biết anh nhiều hơn đúng không? Nhưng mà nếu như là mình có cơ hội thì anh có muốn là phát triển cái hình ảnh theo cái hướng khác không? Ví dụ như là men rồi, hoặc là những cái vai diễn mà đa dạng hơn ngoài nữ. Hãy đều cũng suy nghĩ vào năm nay nè, tại giống như năm nay đẹp lên rồi, không ngờ tự nhiên bận vét đẹp lên, thấy ổn hơn. Và có thể là những hình tượng nam đó sẽ không bận những bộ đồ unisex nữa, hoặc là mình sẽ những cái buổi game show gì đó mình sẽ thay đổi hình tượng từ từ, rồi xong sẽ tìm những cái chương trình nào đó thì mình sẽ làm nam thử cho mọi người xem. Rồi cũng có một vài cái nữa thì mình làm con thú chẳng hạn, vậy nó cũng đổi. Chính cái đó là những đoạn trước phim ảnh. Còn trên sân khấu thì Triều đã thử sức với vai diễn nào mà đàn ông mà bậm trợn chưa? Có rồi. Nói giật mình luôn á. Trên sân khấu á, thì là có cái một cái kịch đó đóng vai chồng Nguyên Thảo. Cái vai đó là vai đàn ông gọi là đầu tiên. Còn mấy vai kia vai gái không? Chưa, chắc nghĩ là năm nay sẽ có vai đàn ông á. Cho em hỏi là trong nghề nha, thì anh là theo tuyếp là mình sẽ chờ duyên, hữu duyên thì lên, hay là mình hoạch định sẵn là năm nay là tới năm chỗ đẹp rồi là mình sẽ làm gì, là anh có một cái hoạch định sẵn cho cái con đường của anh rồi? Cái vấn đề em hỏi là theo duyên hay là mình sẽ tự tạo ra duyên cho mình á, thì chắc là Hải Triều sẽ chọn hai con đường. Tại vì cái con đường thứ nhất theo duyên á là cái duyên nào đó nó tới với mình thì mình phải biết chập cái duyên đó liền. Và thứ hai nữa là từ cái duyên đó mình mới gọi là phát triển ra một cái, thí dụ đi, một cái web drama chẳng hạn dạng. Cái thứ hai nữa là năm nay thí dụ như là con đã có kế hoạch rồi thì mình phải phát triển cái kế hoạch đó, và từ cái kế hoạch đó thì mình mới phát triển thêm một cái kế hoạch nữa, và từ cái kế hoạch đó và kế hoạch nữa đó thì hai kế hoạch đó, từ đó mới suy ra một cái kế hoạch to lớn hơn, và kèm theo cái kế hoạch to lớn hơn đó thì nó mới gộp với cái kế hoạch mà mình đã theo duyên rồi đó, mình gộp lại thì mình sẽ thành một cái kế hoạch to của năm. Nói chung là có kế hoạch. Thế cái chuyện là duyên đi, thì cái duyên mà vai Xào Lụa với lại anh BB Trần. Bây giờ nếu như trong nghề nha, anh không gặp, không biết BB Trần là ai hết, anh không làm Xào Lụa, anh không làm này he, thì bây giờ anh nghĩ rằng anh sẽ là một nghệ sĩ như thế nào, có hình ảnh như thế nào nếu mà không dính cái đó? Cái thứ nhất là cái chị em Xào Lụa là chị em song sinh á, thì cái đó là series chung của hai đứa, mọi người cùng đẻ ra, cùng gom lại và đẻ ra được một cái hình tượng đó. Rồi thì tới cái này he là không có liên quan tới BB Trần. Này he là cái hình tượng của anh đẻ ra, nếu mà anh không gặp BB Trần thì cũng sẽ đẻ ra cái này he. Ba con nông này he là ba con gián đó nha mọi người. Hình tượng ba con gián trong ớt ghi. Tức là khi mà xem cái phim hoạt hình đó thì nó ra cái hình tượng này he. Yes, đúng rồi. Trong khi mà quay với BB Trần những cái tập của chị em song sinh hoặc là những cái parody của BB Trần á, thì cái từ nè he anh có dùng nhiều quá, nó viral luôn, nhiều, mọi người rất thích. Rồi có xong cái từ viral đó, cho nên tại sao không đẻ ra một cái nhân vật nè he. Và cũng may mắn là tất cả mọi người đón nhận. Với những câu hỏi vừa rồi đưa ra cho Hải Triều thì em cảm thấy như thế nào? Hôm nay mới được tiếp xúc trực tiếp với anh Hải Triều thì em thấy là ảnh bình thường livestream sao ra ngoài y chang vậy, nói chung rất là gần gũi. Với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay thì cảm xúc của Hải Triều như thế nào? Cái chỗ này giống như cái nhà của Hải Triều vậy đó, để Hải Triều nói chuyện, giống như có những người bạn đi tới nhà vậy đó. Thì chút xíu chương trình đưa sổ đỏ thì cũng dùng đất cho Hải Triều. Một vài câu nói về cảm nghĩ thôi, nhưng cũng có một cái tí miếng hài vui vẻ trong đó. Thì cảm ơn Hải Triều và Hằng My, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai năng động hơn và vui vẻ hơn, không còn tỏ đàm như vậy nữa với những phần mini game của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nhá. trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang ở phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Và nhiệm vụ của hai bạn ngày hôm nay sẽ phải đối đầu với nhau trong khoảng thời gian 1 phút 30 giây. Các bạn sẽ phải đứng trước hộp khăn giấy như thế này và chỉ đứng một chân. Sau đó chúng ta sẽ khum xuống, gấp khăn giấy bằng miệng. Trong 1 phút 30 giây, ai gấp được nhiều khăn giấy hơn người đó sẽ giành chiến thắng trong phần thi này. Là bây giờ là muốn là biết được gọi là tận tay tận mắt nhìn thấy, mời MC làm thử gấp một miếng khăn giấy ra chị coi. Và kính thưa quý vị các bạn, trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao số gặp gỡ Hải Triều, nam MC điển trai dễ thương Anh Huy sẽ gấp thử giấy với trò chơi co một chân gấp giấy. 1, 2, 3, bắt đầu. 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây anh phải rút được một cái mọi người à. Anh Thần anh ơi. Để coi. Khó không ạ? Quá. Khó không ạ? Dạ, đây là một phần thi rất khó nhưng mà mình sẽ cố gắng làm được. Vậy okay. Mình là người đưa ra luật ạ. Đúng rồi, cố gắng lên. Anh tập yoga không anh? Ở nhà anh tập yoga không vậy? Vô cùng khó khăn rồi. Làm vậy lát nữa anh làm y chang đó anh ơi. Hay quá. Đúng là khi mà gọi là thử thách thì không thể nào mà dễ dàng được, đúng không quý vị? Và Huy là một người đã thử nghiệm xong mà Huy cũng đã thành công. Cho nên là hai người hãy đến với phần thi của mình đi. Okay. Bây giờ ai thi trước ạ? Chúng ta sẽ quảnh tù xì để xem ai là người thi đầu tiên. Em ra cái gì? Em ra kéo. Anh ra cái búa. Ok. Anh ra gì mọi người? Anh giữ lời hứa, anh ra cái búa, anh không ra cái khác. Em ra cái kéo để vô thì em thua. 1, 2, 3. Không mọi người thấy không? Em để đúng như vậy thôi. Thì đó bây giờ em thua rồi, anh chọn đi. Ok. Ai là người trước? Bạn thua rồi. Bạn hãy thi sau đi. Ủa? Ủa? Điểm sầm nhưng không điểm sầm. Ok. Trước khi mình đến với phần thi này, Hải Triều nghĩ là Hải Triều sẽ lấy được bao nhiêu miếng khăn giấy trong vòng 1 phút 30 giây? À, đối với cái trò dễ dàng như vậy thì Hải Triều cũng không dám chắc được nữa. Với đôi chân dài như thế này thì Huy nghĩ là Hải Triều... Với đôi chân dài em sẽ không gặp được giày. À, không gấp được giấy là mình thua. Thôi bây giờ mình dự đoán đi. Em là nghĩ là Hải Triều gấp được bao nhiêu miếng giấy? 3 miếng thôi. 3 miếng. Huy nghĩ Hải Triều, tin tưởng Hải Triều 4 miếng giấy. Tin ghê, tin hơn còn miếng, tin sao tin anh? Thế? Sao tin tin như thế? Rất tin tưởng. Đừng tin như thế. 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Hey. Kinh nghiệm ngồi xuống. Ở đây phải sạp xuống luôn anh. Không được. Một chân. Được dùng lời nói, không được dùng hành động để có thể gây rối đối thủ của mình. Dạ hãy cổ ra nữa anh ơi. Cái dáng hơi kỳ đây. Ha. Hút vô anh ơi. Anh hút vô. Cái dáng hơi kỳ. Hút vô. Thời gian vẫn chạy ạ. À. Thời gian vẫn chạy. À. Chơi ăn gian quá mọi người ơi. Ăn gian ơi. Nhưng được quyền gian. Khi mình gấp giấy phải xuống từ từ. Đứng là sao được. Khó lắm. Bây giờ phải cho dịnh một cái đi. Từ từ gần tới tờ giấy buông ra. Đứng dậy. Dịnh gần tới tờ giấy. Gần tới tờ giấy buông ra. Ấu hết cỡ nổi. Mét 9 để chi mọi người. Bây giờ mét 9 để làm gì giờ này? Được. Bây giờ Hải Triều của chúng ta đã biết được một cái mẹo rồi. Hay quá, 3 miếng rồi. 1 miếng nữa đến lượt Huy nè. Ủa? Vậy? Không được dùng tay. À, tiếp tục không được dùng tay nha. Tiếp tục, còn 30 giây cố lên. Bình tĩnh. Ăn gian mọi người ạ. Cứ ăn gian là thắng nè. Không là nữa, 5 tờ rồi. Cứ ăn. 1, 2, 3, 4, 5, Chưa hết 1 phút 30 giây nhưng Hải Triều quyết định là dừng lại bởi không vì làm nữa. Không làm nữa. Tại vì bên em đóng 3, bên em đóng 4. Mình làm 5 tờ rồi. Không biết là có coi thường đối thủ hay không, để xem đối thủ của Hải Triều, bạn Hằng My sẽ vượt qua được 5 miếng khăn giấy hay không. Xin mời Hằng My. Rồi, 1 phút 30 giây, bắt đầu. Bình thường chắc tập yoga dữ lắm nè. Được dùng lời nói, không được dùng hành động. Vẫn mọi chưa được mọi người ạ, vẫn chưa được. Chết rồi, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đó. Rồi. 1 2. Cái tay này chống luôn. Lấy là được. Lấy ra được rồi mới chống, giống nãy em đỡ anh đó. Thật sự luôn á. Thời gian đang trôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tay này chống luôn rồi. Chưa được. Hải Triều không được quấy rối. Không được quấy rối bằng hành động. Mỗi lần quay đó trừ anh, trừ 1 tờ. Thời gian đang trôi. Em không thể nào mà chị đã đợi em chút. Nhanh lên, thời gian đang trôi. Quậy quá trời quậy rồi. Sắp hết giờ. Sắp thua rồi. Chưa mọi người. Cộng thời gian thua rồi. Còn 30 giây. Cộng em thua rồi. Không được đụng nữa. Đối xử với fan như vậy đó mọi người ơi, mọi người ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Trong 1 phút 30 giây thì để xem là Hằng My thu thập được bao nhiêu tấm khăn giấy nha. 1 2 3 4 5 6 ạ. Xin chúc mừng. Và với phần thi vừa rồi thì có thể quý vị cũng đã biết được kết quả đúng không ạ? Xin chúc mừng Hằng My đã giành chiến thắng. Sao mình chiến thắng rồi, cảm xúc của mình như thế nào? Vui là một cái nè, chiến thắng thần tượng luôn cái nè, mà anh biết được cái bộ mặt thiệt quá anh gian anh ơi. Mình đã biết được Hải Triều như vậy rồi thì mình có suy nghĩ lại cái việc mà thần tượng Hải Triều không? Sau cái phần này em sẽ suy nghĩ. Không, Hải Triều nghĩ là bây giờ nên bạn thần tượng thêm cái phần ăn gian nữa. Là học tập cái phần đó, vận dụng của cuộc sống. Đúng rồi, vận dụng cuộc sống em. Không biết là cảm nghĩ của Hải Triều như thế nào khi mà vừa mới vượt qua một thử thách của chương trình. Phải nói là thử thách này rất là khó đối với Hải Triều với đôi chân dài này. Hơi mệt mọi người. Cho nên là bây giờ mới từ cái trò chơi này mới suy ra ráng tập luyện thể dục thể thao cho có một sức khỏe bền bỉ. Nói chung là qua chương trình thì Hải Triều cũng đang rút ra một kinh nghiệm là dù rảnh ở nhà thì mình cũng nên tập luyện thể dục để giữ cho sức khỏe tốt hơn đúng không ạ? Như vậy thì bạn Hằng My của chúng ta đã giành chiến thắng ở phần thi này, cho nên bạn sẽ được một cái đặc quyền dành cho thần tượng của mình là bạn sẽ đưa ra một yêu cầu và Hải Triều sẽ phải thực hiện cái yêu cầu đó của bạn. Ủa? Mình thì thua rồi, mình phải chịu hình phạt chứ. Vừa rồi thì bạn đã thấy Hải Triều đối xử với mình như thế nào? Bây giờ mình phải hành hạ ngược lại. Bây giờ là anh sẽ tỏ ra một cái nét quyến rũ. Mình quyến rũ một cách đàn ông. Nhưng mà anh đi cái con từ trong dây ra. Lên đây. Nhìn thẳng máy quay. Dạ đúng. Pause 5 dáng, thôi 10 dáng đi anh ha. 5 dáng thôi. 5 dáng. Bao 1 dáng còn chưa biết bao bao. 5 dáng đi. Bây giờ bao một, bây giờ nói là bao 1 dáng đàn ông nhưng mà diện cái nét mặt quyến rũ của đàn ông. Đúng, đúng, đúng. Khá đơn giản. Nhưng mà trên một cái nền nhạc sexy đen. Đàn ông có ô. Đàn ông có ô nha. Ok, còn không đàn ông có ô thì quyến rũ kiểu khác. Rồi, xin mời âm nhạc ạ. Và sau đây là nam nữ diễn viên. Thật sự đàn ông người ta trình ra thì chỉ cười thôi. Chào em. Quyến rũ anh, quyến rũ. Khi nào thì tính một pose ạ? Quay. Đàn ông chưa? Không đàn ông nào mà quay thì nó làm. Không phải, tại vì mọi người biết sao? Đàn ông này nè, đàn ông mật á. Mình quyến rũ đàn ông mật á là mình đi ra. Đâu anh Huy thử đi anh. Đó, đàn ông là phải sao, lịch lãm rồi đồ men đó. Ba, rượu bay đâu đây? Với sự cố gắng của Hải Triều vừa rồi thì wow, Theo như Hải Triều nghĩ thì đàn ông rồi, chứ phải vậy à? Cười anh cười. Ngày hôm nay rất là vui khi mà Hải Triều đã thành công mang đến đây những tiếng cười. Đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho bạn Hằng My, một phần quà dành tặng cho Hằng My. Xin chúc mừng. Nói chung là ngày hôm nay Hải Triều đã thể hiện rất là nhiều tính cách của bản thân mình. Bây giờ đúc kết chương trình lại, mình chia sẻ một chút cảm nhận về chương trình cũng như là thần tượng của mình ngày hôm nay khi mà được gặp gỡ anh ấy. Khi mà tham gia xong chương trình thì em thấy đây là một chương trình mà vui, kéo gần cái khoảng cách giữa fan với lại người nổi tiếng. Và em nghĩ rằng là sau cái này thì em vẫn là fan cứng. Rồi, em qua hỏi của em đi. Còn Hải Triều thì ngày hôm nay Hải Triều đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Triều cảm thấy thế nào? Thì Hải Triều rất là vui, bởi vì là thứ nhất là có thể giao lưu với tất cả mọi người. Thứ hai nữa là thì Hải Triều sẽ lưu ý nhỏ xíu cho mọi người á, là nghệ sĩ hoặc diễn viên hay là bất cứ ngành nghề gì, nó chỉ là một cái ngành nghề thôi. Thì tất cả các bạn và các anh, các chị, các cô, các chú có yêu mến đó, làm yêu mến cái ngành nghề đó của mình và cái những giai diễn đó của mình. Còn lúc ra ngoài đời hoặc đứng ở đây thì Hải Triều vẫn là Hải Triều. Cho nên Hải Triều cũng muốn xóa mờ một chút xíu khoảng cách giữa là gọi là thần tượng với lại fan hâm mộ á. Qua lời nói của Hải Triều thì mọi người cũng có thể thoải mái. Nếu như mà có dịp mà gặp gỡ Hải Triều hay là những người nghệ sĩ khác thì chúng ta cũng có thể là tự tin, cởi mở, chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái sự yêu thích của mình cho người đó biết, để cho họ có thể cảm nhận được một cái sự yêu thương mà họ nhận được khi mà họ đến với con đường nghệ thuật của mình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngồi Sau cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người biết rồi đó, fan mà được gặp thần tượng mà. Bạn rất là dễ thương nè, và cũng đặt ra những câu hỏi rất là gọi là để cho Hải Triều cũng có cảm giác gần gũi giống như những người bạn thân của mình, để mình có thể bộc bạch được tâm tư tình cảm rất là nhiều.